Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết ngày 26 tháng 7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi LQT, 18 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng hôn mê, có dấu hiệu mất nước, suy tuần hoàn, suy hô hấp nặng, có nhiều vết lằn, vết bầm tím tụ máu trên cơ thể. Qua thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và nghi ngờ bị bạo hành. Trẻ được chỉ định làm các xét nghiệm hỗ trợ cho chẩn đoán và điều trị. Dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết có sốc nhiễm khuẩn biến chứng suy đa cơ quan và nghi ngờ trẻ bị bạo hành. Sau đó, trẻ được các y bác sĩ tại khoa điều trị. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng báo ngay các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ vụ việc. Hiện tại, sau 6 ngày được điều trị hồi sức tích cực, tình trạng nhiễm khuẩn huyết biến chứng suy đa cơ quan của bệnh nhi đã có dấu hiệu chuyển biến khá hơn. Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 28 tháng 7, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương trường hợp cháu LQT, 1 tuổi, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, nhập viện trong tình trạng tím tái, ly bì và sốt cao, nghi bị ngược đãi, hành hạ. Công an bước đầu xác định ngày 21 tháng 7, chị Lê Thị Lan H, 28 tuổi, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh, mẹ của bé T, thuê Đoàn Diệu Linh, 26 tuổi, chú thị xã Sơn Tây, Hà Nội, trông bé T với giá 3 triệu đồng một tháng tại ngõ 198 xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa để đi làm công nhân tại Bắc Giang. Trong quá trình trông bé T, do cháu bị sốt và quấy khóc nên Linh và Hoàng Thế Vũ, 28 tuổi, chú Ba Vì, Hà Nội, chồng Linh dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người, dùng chăn quấn vào người và dùng băng keo bịt miệng bé T. Đến ngày 26 tháng 7, thấy T mệt mỏi, khó thở, Vũ và Linh đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Hiện hai người này đang được cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc.